Nào, chuẩn bị nào. Lên. Thẳng đứng luôn các bạn. Các bạn nhìn chưa? Một tay lên diều luôn, thẳng đứng luôn. Hôm nay anh em mình sẽ test quả cánh diều hoa phượng nhé. Ây da, lại ra cái bãi sông Hồng hôm trước nên thả đây. Hôm nay ở đây là người ta cũng dọn dẹp qua rồi nên là nhìn trông nó cũng đẹp hơn một xíu. Hôm trước giờ đây cây cối tùm quá. Ui cỏ lau ơi. Các bạn nhìn đẹp chưa? Giờ ra. Ui thiên sư kì. Toàn cát ở dây rồi đấy này. Thật sự là quá kinh khủng. Thôi để đây đâu vậy. Mấy con trâu bò mới lên. Đâu rồi em? Toàn cứt trâu là cứt trâu. Đéo hiểu kiểu gì. Cái bãi này dành cho người chơi mà này lại cho trâu bò để chơi không được. Ừ quá. Ở đây con dưới là lải vải à? Hay là quấn chỉ ấy? Quấn chỉ trước thì vỡ. Con này là bộ này bộ mới hay bộ cũ đây? Vẫn bộ đợt trước đây. Bị vỡ à? Bộ đợt trước ấy. Đi thôi. Giờ sẽ test quả hoa phượng này lên nhá. Không biết có lên được không. Diều này mới mới vót tre xong. Quả áo này là lấy của một anh em ở trên Thái Bình, hội nhóm Thái Bình. Có bác nào ở Thái Bình thì nhìn cái quả áo này quen quen thì comment bên dưới. Diều hoa phượng. Từ từ. Từ từ ăn đi. Để anh xỏ một găng tay vào đã. Anh xỏ một găng vào đã. Ok. Rồi. Lưỡi đi. Lưỡi đi. Từ từ để nhả bớt dây ra. Rồi. Cứu. Lên luôn đấy. Nhanh em. Lên được rồi. Ở đây đừng. Cho xuống à? Cố gắng đừng cho nó cắm đầu xuống đất là đi về luôn đấy. Cắm đầu xuống đất là đi về luôn mà. Hạ làm sao cho hợp lý. Nhẹ nhàng thôi. Xuống là sao cầm được ở tay đấy. Thôi. Hạ ngay cây. Thôi cũng được không sao. Chỉnh lại lên phát nữa. Và lần này lại mà mình lên lần nữa nhá. Nào đi. Đấy rồi. Lựa đi. Thế thôi nhá. Nào, chuẩn bị nào. Lên. Thẳng đứng luôn các bạn. Các bạn nhìn chưa? Một tay lên diều luôn, thẳng đứng luôn. Con cờ đỏ. Con cờ đỏ lên còn đấy. Con này một tay lên thẳng đứng luôn. Thả dây đi em. Thả lưỡi dây đi. Ê, xuống, cẩn thận. Cần nữa không?
Bây giờ cũng muộn muộn rồi, anh em ta kéo xuống thôi. Chơi ở đây cũng lạnh lắm, không chơi được. Giờ cho Quyền nó kéo xuống. Các bạn nhìn thấy view nào, quá đẹp. Ờ, kéo đi. Thôi video của mình kết thúc tại đây thôi các bạn ạ. Hẹn các bạn lại video lần sau nhé. Nếu các bạn thấy hay hãy đừng quên để lại cho anh em mình xin một đăng ký và một nút like video. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye. Bye bye.